Ba ba đôi công phát trắng không các bạn? Quỳnh Ngáo gặp Mắt Kiến. Quỳnh Ngáo là một trong những cầu thủ hạng nặng của Bình Long Bình Phước. Còn Mắt Kiến là hạng nặng của Chợ Điều và Dường Mai. Ba ba đôi công phát trắng các bạn. Bao nhiêu Quỳnh? Quỳnh. Nhẹ nhẹ 5 cây thôi nha các bạn. Không. Làm gì ghê. Nó chung vậy nó quýnh mày được chưa? Mà sáng im ru để xuống nổi. Cho nó làm cái gì. 1-0. Bên kia là 5 cây. Gì? Mấy ông? Anh. 2 cây á. Nhiều hả? Nhiều hả? 5 gói. Chưa qua lưới. 5 gói. Trời ơi. 2 hào còn 2 hào 7 giờ 7 dòng với châu ơi. Đứng bắt anh ơi. Đủ bắt có đền á. Bắt đền á. Mấy nỉ ngu đủ má. Ba nói cãi ngu như bò. Đây nào. Thôi nào. Bắt bên la đền á anh. Chém bắt kiến á. Bầu 5 gói này nè. Một đều cái gì? Bồng năm gói. Thôi không có đâu. Thôi 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 thôi. Giờ cái lá thì sao? Không thua, không thua. Cá bình thường. Phá bóng đụng lá không sao, cầu cứu đụng lá thì thua. Có lá không khó phát lắm. Đụng lá. Đá máy làm nè. Rồi chỗ này thấp hơn nữa mọi người. 2-1 nghe về Quỳnh Ngáo các bạn ơi. Quỳnh Ngáo là cầu thủ hạng nặng của Bình Long Bình Phước. Còn thắng Mắt Kiến là 2-1. Phải này bạn ơi. Rồi ok. Thắng Mắt Kiến của Chợ Đều và Dường Mai. Bạn đã dặn em điện cho tôi làm. Ủa đó đôi công tự phát thì chắn luôn nha các bạn. Trên này đến nó 5 cây rồi các bạn ơi. Giao lưu nha. Chúng ta bây giờ là 17 giờ các bạn. 17 giờ chiều đấy. Nhưng mà trận đấu đang diễn ra hấp dẫn nha các bạn. Ba hai nghe về cho Mắt Kiến. Bộ đội 1 cây. Mày với bộ đội luôn là mấy cây? 3 cây. Trời ơi trời. Mắt Kiến té nhẹ nhẹ thôi con. Nhân sao quen mặt qua đây chuyện cho nó đứng kì à? Chuyện gì dễ chuyện anh ơi. Bắt ra hai bên cứ lên ở giữa. Thôi chuyện lắm, khó chuyện lắm. Em chuyện hai em biết mà. Đi đúng cái gì này không phải gian chuyện hai đâu. Em không phải gian chuyện hai. Thì đứng như bộ đội gì hả? Đứng như bộ đội chính thăm rồi đó. Khu khởi động lên đây. Bây giờ tôi chưa dùng mình quen cái gì đâu. Mấy người quay lại khó chuyện lắm. Rồi, chạy ra thôi. Chạy đi. Mà kia chẳng cao không sợ. Mà kia cái này chắc không có bền chứ mình. Trời ơi, má thịt bò thủ ghê trời. Hay quá thịt bò ơi, thịt bò ơi. Hay quá thịt bò ơi. Thịt bò trời Vinh, trà Vinh. Đuổi đỉ mà, xá xịt xong tới một lần một. Bốn ba nghe về cho Mắt Kiến. Rồi về. Phát bóng ngoài 4 đều. Bốn đều. Năm bốn. Ừ.
Sao bôn? Năm sao? Đúng rồi, lên phước đi con, con này 100 cây á. Đồ mắc phí lắm đó. Một cái đuôi cao quông đâu rồi? Ăn đi, thôi ăn chung đi. Còn đó. Thôi. Một giây thôi rồi. Bảy đều. Trời ơi. Đúng miền Tây luôn. Tinh bò nó giờ cho búa không trời. Đúng miền Tây nó giờ vậy. Cái búa mà ghê thì cái tinh bò. Trời ơi, thịt bò quá hay cái búa thịt bò ơi. Chưa phải. 87. Chín bảy kiến nên lành trong kiến luôn. Không bảy nó tốt quá, dữ gió nó phải vậy khó chịu. Nó làm ghê quá, mà Kiên lên còn còn 1-7. Mà Kiên ơi, ông 76 tuổi trời đều đang trông ngóng con. Mà Kiên ơi, tám mười một bữa nay các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh lân cận Tây Ninh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, nên đồng bằng sông Long về đây hết đi các bạn. Có gì kêu. Có Bến Tre nhớ Bến Tre. Có Bến Tre, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, là mở da là thấy rồi nè, mở da là thấy rồi. Hay quá Mắc Kiên ơi. Quá mệt rồi. Hồi sáng giờ làm ăn không có được, mệt quá. Chà, tao lão chà biết đâu mệt quá rồi. Mười mười hai
Dạ Phước. Đi đổi hay gì anh? Dạ. Một ba. Cái lầu em giờ là anh phải bỏ giữ thằng Dân. Tính tiền à. Anh ghé cái điểm đó em không ăn rồi thì bỏ nó ngoài đây. Ra nói chuyện bữa nó đụng mày. Không sao, anh em không. Bỏ không? Đem theo rồi. Kéo ngay trắng ngoài đây chứ mừng. Né đâu. Cái gì? Chục triệu chứ ít. Không có lấy được ngàn nào luôn. Ngàn nào? Có 10 triệu. Có 10 triệu lấy ngàn nào? Túi. Chơi bời với lùn. Tôi giống như ai? Hết phim mà kêu quanh quá hay các bạn ơi. Đúng mẹ, đúng uy tín. Mặt tía kiên tiện đưa Quỳnh Ngáo về Bình Phước các bạn ơi. Chúc các bạn chiều cuối tuần xem bóng vui vẻ nha. Hẹn các bạn các clip sau nha.